Chiều nay tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp toàn thể lần thứ 10, Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã cho ý kiến thẩm tra dự thảo luật điện lực sửa đổi. Bày tỏ thống nhất cao về sự cần thiết phải sửa đổi luật điện lực, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại phương thức tính giá điện, đồng thời phải quy định kỹ về quy hoạch nguồn nhiên liệu sạch thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Khi mà qua làm việc với lại công ty nhiệt điện thì họ nói là trong 20 năm thì các công ty này cũng phải tự tìm cho mình cái nguồn nhiệt điện thay thế, cái nguồn điện mà thay thế cái nguồn nguyên liệu là bằng hóa thạch. Thì tuy nhiên thì khi mà đưa ra là thay thế bằng cái nguồn nguyên liệu khác thì họ lại cũng không có đưa ra, cũng không có một cái quy hoạch gì liên quan đến cái nguồn nguyên liệu cả. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị luật cần quy định rõ về hành lang an toàn của tháp gió để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác bảo vệ hành lang an toàn điện gió, tu biên gió. Tôi đang băn khoăn cái chỗ mà quy định về cái hành lang bảo vệ an toàn công trình nguồn điện ấy, thì nó đã bao gồm cái hành lang bảo vệ an toàn của công trình điện gió, cụ thể là tu bin gió hay chưa. Thì trong cái quá trình mà xây dựng cái nghị định hướng dẫn thi hành cái điều này thì mong chính phủ và các cơ quan tham mưu cho chính phủ cần có quy định cụ thể và cái việc mà thời gian qua các địa phương đang vướng về cái khoảng cách an toàn mà dẫn đến cái khả năng cái người dân mà khi mà tiếp tục sử dụng canh tác trên cái diện tích đấy. Các đại biểu cũng đề nghị cần chú trọng đến đảm bảo an ninh năng lượng, phân phối điện, quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh cung cấp điện, chính sách phát triển thị trường điện cạnh tranh.